Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những nội dung chính. Hà Nội công bố 32 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Giáp Thìn nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân thủ đô dịp Tết cổ truyền. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa. Theo kế hoạch, trên địa bàn thành phố có tổng số 32 điểm bắn pháo hoa ở 30 quận huyện, trong đó có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 23 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn 15 phút từ 0 giờ đến 0 giờ 15 ngày 10 tháng 2 2024, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Thành phố yêu cầu sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa được huy động từ các đơn vị tổ chức doanh nghiệp để tổ chức bắn pháo hoa ở các quận huyện, bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông tại các điểm bắn pháo hoa trên toàn thành phố, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, chỉ huy chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị trước, trong và sau khi bắn pháo hoa. 32 điểm bắn pháo hoa bao gồm: quận Hoàn Kiếm, trước trụ sở Tòa soạn báo Hà Nội mới và trước Bưu điện Hà Nội; quận Tây Hồ, vườn hoa Lạc Long Quân trước cổng Ủy ban nhân dân quận; quận Nam Từ Liêm, khuôn viên đường đua F1 đường Phú Đô; quận Hai Bà Trưng, đảo dừa công viên Thống Nhất; quận Hà Đông, Hồ Văn Quán; quận Sơn Tây, thành cổ Sơn Tây; quận Thanh Trì, khu đất dự án Hồ Điều Hòa, xã Tam Hiệp; quận Đông Anh, trung tâm thể dục thể thao huyện; quận Ba Đình, đông nam Hồ Ngọc Khánh; quận Hoàng Mai, công viên Hồ Đền Lừ; quận Long Biên, công viên 02 phường Việt Hưng và khu đô thị sinh thái Vinhome Riverside; quận Đống Đa, bán đảo Hồ Hoàng Cầu; quận Cầu Giấy, công viên Cầu Giấy; quận Thanh Xuân, công viên Hồ Điều Hòa Nhân Chính; quận Bắc Từ Liêm, công viên Hòa Bình; quận Gia Lâm, số 1 Thuận An, thị trấn Châu Quỳ; quận Mê Linh, nóc nhà 4 tầng Ủy ban nhân dân huyện; quận Ba Vì, sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng; quận Đan Phượng, khán đài B sân vận động huyện, thị trấn Phùng; quận Thạch Thất, sân vận động thị trấn Liên Quan; quận Trường Mỹ, sân vận động huyện, thị trấn Trúc Sơn; quận Thường Tín, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện; quận Quốc Oai, nóc nhà 6 tầng ban chỉ huy quân sự huyện; quận Phú Xuyên, tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên; quận Mỹ Đức, công viên hồ sinh thái, thị trấn Đại Nghĩa; quận Ứng Hòa, sân vận động huyện, thị trấn Văn Đình; quận Sóc Sơn, sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn; quận Phú Thọ, sân vận động huyện, thị trấn Phú Thọ; quận Thanh Oai, công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài; quận Hoài Đức, sân vận động trung tâm văn hóa thông tin và thể thao.